con rất cần nhiều vở mới. Mẹ biết em sao? Con cần bộ dụng cụ học tập mới. Con cần cặp sách mới. Chúng con cần xe đạp. Khi triệu ước mơ nhỏ cần một nghĩa cử lớn, đó là động lực để Viettel xây dựng chương trình khuyến học giúp ước mơ của hàng triệu trẻ em hiếu học trở thành hiện thực. Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.